Chào các bạn, cùng cô chú anh chị trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Các bạn ơi, hôm nay My đang ở Costco của Ganro. Mình cùng nhau đi mua sắm nha. Và My có cái chuyện này, nhờ các bạn cùng cô chú chia sẻ thêm giùm bạn. Có một bạn nhờ My gửi đến các bạn cùng cô chú là xin một lời khuyên của các bạn cô chú mình nói như thế nào mà để cho gia đình này không có buồn lòng. Thì đại khái câu chuyện như vậy nè các bạn. Bạn xin giấu tên nha. Bạn nói bạn có một cái người bạn rất là thân, và thân luôn cả gia đình ba mẹ của bạn đó luôn. Bạn nói bạn rất là thích gia đình này và không muốn bị mất tình cảm, mà chỉ muốn sửa thôi mà không biết nói cách nào. Mỗi lần mà bạn tiếp xúc á thì cái gì cũng được hết á, mà có một cái này nè, bạn cảm thấy là bạn hơi khó chịu. Mỗi lần mà ăn uống chung á thì gia đình này hay dùng đũa để vô cái tô canh á, rồi quậy quậy lấy tìm đồ ăn, hoặc là để vô nồi lẩu rồi đó, gấp rau rồi. Mặc dù bạn là cố tình bạn đã để một cái đũa riêng, và nhiều khi bạn để cái giá hay là cái đồ kẹp đó bạn để sẵn trong cái nồi lẩu luôn vậy đó, mà cũng không chịu xài cái đó, mà cứ lấy cái đôi đũa ăn của mình á, hoặc chọn vô cái nồi lẩu hoặc là cái tô canh hoài à. Thì bạn nói là bạn rất là khó chịu khi mà mỗi lần làm như vậy, là mình ăn không có cảm thấy là nó hơi ớn ớn. Bạn nói nhờ các bạn cô chú á, mình lựa lời mình nói cách nào mà làm cho gia đình này nè không có bị buồn á, mà sửa được cái đó. Tại vì gia đình này á rất là nhạy cảm và cũng hay thường tỏ ra là mình hiểu biết đó, có học cao rồi, cho nên là bạn cảm thấy là bạn hơi khó khi mà bạn mở miệng ra nói. Nhưng mà tại vì bạn nói khi mà chế vô như vậy á, thì bạn ăn bạn cảm thấy nó ớn ớn gớm gớm á. Và thêm nữa bạn nói mỗi lần mà cắt trái cây á, ăn ổi hay là ăn bưởi, ăn bất kỳ cái gì á, thì bạn cũng có một chút xíu muối ha, muối ớt á để vô. Hoặc là bạn nói nhiều khi mua cóc á, về gọt ra đồ bỏ tủ lạnh đồ xong để cái dĩa muối ớt, nhưng mà tới khi mà chấm á là cái gia đình đó bạn nói chưa có kịp múc muối ớt ra nữa cho mỗi người á, tại vì bạn biết là sợ chấm chung, thì cái người đó đã chọt vô cái dĩa muối ớt luôn rồi. Cái bạn nói rồi lúc đó là bạn không dám ăn muối ớt nữa, bạn chỉ ăn không thôi, mà ngồi mà vừa ấm ức mà vừa tức đó. Thì bây giờ các bạn cùng cô chú mình nói như thế nào mà khéo léo á, để cho gia đình này biết được mà không có buồn á các bạn cô chú, thì xin chia sẻ thêm với phần bình luận giùm My nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau vô trong ha các bạn cô chú. Wow, chiếc xe Cadillac nha, hàng hiệu các bạn cô chú ơi. Costco đang có chiếc Cadillac, cái màu nhìn rất là nhu đẹp, màu xám hơi bạc bạc. Cái giá ở đây nè các bạn cô chú, ai có thẻ member Costco thì mới mua được nha, của Thustin Cadillac. Cái giá của nó là 62.690 đồng, được xem là được giảm giá rồi là 2.500 á, là giá Costco thì mình trả với cái giá này thôi, 51.690 đồng. Các bạn cô chú cần thì mình đến đây xem thêm nha. Cái màu này mi chịu nè, cái màu rất là đẹp. Các bạn cô chú ơi, vali này đang được giảm giá nè, giảm được 30, còn 99 đồng. Bộ hai cái vali nhỏ với vali lớn nha. Các bạn đi travel không? Mình đến đây mình coi rất là nhẹ luôn á, mình rất là thích. Mà nhìn sắc sảo lắm luôn á, đẹp. Màu đen với màu xám nữa. Giảm 30 nè, tới ngày 3 tháng 3 nha. Rồi nhẹ bổng luôn á nha. Cái này mình đựng được nhiều đồ, khiêng lên cũng nhẹ mà kéo cũng được, đẹp quá. Kem đánh răng Colgate này hôm nay được giảm 5 đồng, tới ngày 17 tháng 3 giảm xong rồi, còn 14.99 cho Colgate 4 cái. Cái này là làm trắng răng trong 3 ngày thôi đó, nhanh không?
Bên đây hiệu Crest cũng đang được giảm tới ngày 3 tháng 3 luôn, giảm 4 đồng còn 11 đồng 49, cho một phát được 5 cái hiệu Crest kem đánh răng. Kế bên là đồ cạo râu giảm 10 đồng còn 29 đồng 99 tới ngày 3 tháng 3 luôn. Này là giảm giá không có báo trước nè, được 20 cái đồ cạo râu. Bên đây cũng đồ cạo râu được giảm 13 đồng còn 39 đồng 99 tới ngày 3 tháng 3 luôn, 16 cái đồ cạo râu. Cái xà bông rửa tay giảm 3 đồng còn 8 đồng 99 tới ngày 3 tháng 3. Cái bên này giảm được 21 đồng còn 48 đồng 99 tới ngày 3 tháng 3 luôn các bạn, của hãng Strivetin, vitamin C với retinoid luôn nè các bạn, làm sáng da chắc da cho hai hũ, giảm 21 đồng cũng nhiều ha. Ở bên này cái gói dài quá chừng luôn, 15 đồng 99, mềm mại lắm luôn á, giặt được mà, tại có cái nhiều cái lông quá đó, nhiều cái không có giặt được. TV ở đây 999 đồng, 86 inch của hãng LG. Bên đây máy in nè các bạn cô chú, giảm 80 còn 199 đồng tới ngày 3 tháng 3. Các bạn vậy cô chú nhìn cái TV 50 inch của hãng Hisense mà có 259 đồng à, rẻ quá chừng luôn á, 50 inch. Cái hãng này rẻ ha. Ở bên đây nè cũng 50 inch luôn của hãng Samsung là 299 đồng 97 sen. Bên đây hãng Samsung luôn 43 inch, 279 đồng. Bên đây 43 inch của hãng LG 259 đồng. Hãng Hisense 43 inch 179 đồng. Wow, quá rẻ luôn tới ngày 3 tháng 3. Mùa này là có nhiều bàn ghế được ở ngoài outdoor, ở ngoài trời nè. Cái bộ này 1999 nè các bạn, đẹp quá ha. 7 miếng á là cái bàn, mà cái bàn có đốt lửa lượt luôn á. Rồi hai cái cục này hai bên là 3 miếng. Rồi bên đó 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng. Sao mà tao tính tới 7 miếng, có cái gói nữa. Ờ là 7 miếng. Cái dù này 10 feet 149. Bằng cái ở dưới mà cái cục đá là 49 đồng, để cho để cái dù lên á là 49 đồng 99. Cái này dễ thương không các bạn, cho các em nhỏ nè, mình làm vườn nguyên một bộ luôn á, có đủ thứ hết luôn á, đồ đựng đất, bao tay, đồ đồ kéo đồ nè, thấy thương quá ha. 34 đồng 99. Cái này cho các em tập làm vườn với mình á cho vui các bạn. Ở trên đang có con diều bay kìa, đẹp không, chiếc xuồng với cái này giống như con rồng vậy đó, cũng lớn ha. Giờ mình mua cho mùa xuân với mùa hè đều chơi được. Đây nè, đủ loại hết trơn luôn á. Người ta làm sẵn hết trơn rồi, đủ loại con thú máy bay rồi luôn cho mình lựa chọn, mua về làm quà cho các em nha. 16 đồng 99. Còn Mỹ thích những cái đồ này ở đây nè, mặc dù lớn rồi á chứ thích lắm, lần nào đi ngang là cũng rờ đụng đụng. Mềm mại quá chừng luôn á. 28 đồng 99 cho một con, rất là to luôn. Ở bên đây đang có nguyên một bộ cho các em nhỏ 10 tới 12 tuổi. Một bộ hai cái các bạn. Một áo tay dài với một cái quần ngắn. Màu kem với màu xanh 17 đồng 99. Có màu đen luôn nữa nha. Cái này một bộ mặc ở nhà nè các bạn cô chú, có quần luôn, tay dài để mặc mùa thu mùa đông rồi cũng được ha, ấm áp mà cái màu cũng đẹp.
của hãng Honeydew Pyjama, một set 2 cái 19 x 99, có màu này nữa nè các bạn, đủ thứ size hết luôn nha, size nhỏ size lớn cũng có hết trơn. Rờ mềm mại lắm, mùa này mình mua vẫn còn mặc được, giờ mình vẫn nhận còn đang lạnh. Cái cây dù này mới thấy đẹp nè, có đèn 599 đồng, mà cái trụ giữa nó nằm ở bên hông á, cho nên mình để ở giữa không có chiếm chỗ, khi mà mình để cái bộ bàn ở dưới đó mình ngồi được thấy thoải mái. Bộ bàn này 1699 nè, cây dù này 10 feet 599, có đèn solar luôn, nhìn đẹp quá ha. Cho buổi tối mình không có cần gắn đèn ở trên đây cũng được. $9 x $99, chờ năm cái bàn chải đánh răng cho các em nhỏ nè các bạn, 3 tuổi trở lên là mình đánh được rồi nha, của Hello Kitty and Friends, đẹp quá ha, dễ thương. $9 x $99 nha, cho 5 cái tính ra 2 đồng cái ha. Cái hiệu kem này mình thấy cũng mới các bạn, mà đang được giảm giá nè, giảm tới ngày 1 tháng 3 là hết hạn giảm giá rồi, giảm 6 đồng còn 23 đồng 99, làm cho cái da của cái cổ mình nó không có bị giống như lỏng như đó các bạn ha, làm cho săn lại trong vòng 7 ngày rồi nha. Wow. Cái hiệu là Pride Beauty, các bạn các cô có xài thử cái này chưa? Người ta ghi làm cho chắc lại đó, với cái cổ mình nè, lỏng nè, mình làm cho nó săn lại. Các bạn cô chú thấy cái lược này có đắt tiền không? 69, có lúc thì giảm giá còn 50. Là hiệu Fusion Fusion, lược chải tóc thôi á, mà rất là đắt. Mà mình tìm hiểu thử tại sao mà nó đắt như vậy thì thấy là tại vì cái khi mà cái tóc mình ướt hoặc là khô á, thì cái lược này nó làm cho dễ chảy hơn. Vậy thôi đó, mà đắt quá ha. Các bạn cô chú có thử cái này coi nó cái kết quả như thế nào. Nếu mà ai có xài rồi xin chia sẻ thêm nha. Thấy người ta nói là rất là dễ chảy khi mà tóc bị rối rồi đó, thì nó dễ chảy hơn. Vậy thôi á. Xà bông rửa tay mà có 4 mùi luôn nè, một bộ 11 đồng 99. Lotion kem thoa da này đang được giảm giá nè các bạn. Cái hiệu này xài cũng rất là tốt luôn á, nó giữ ẩm tốt. Một set 3 cái luôn mà giảm được 4 đồng 50 sen, còn 12 đồng 49 tới ngày 25 tháng 3 luôn. Giảm giá quá, lâu quá chừng ha. Cái hiệu là Lubriderm, ở nhà mình cũng xài cái này nè, không có mùi các bạn, cho nên mình xài nó tốt cho da mình hơn. Các bạn, đây là một cái loại kem mà xài cho nguyên người mình luôn được á. Ta ghi ở đây nè là có loại collagen mà bằng từ cây á, chứ không phải là bằng từ động vật, hai hũ bự luôn, 19 đồng 99, mà của người Brazil á, người Brazil á các bạn. Mà cái cô nãy cô mua cô nói là cái này tốt lắm á các bạn cô chú, cô nói là ở nhà cổ á, xài cái này không à, các bạn cô chú có xài thử chưa? Cái này thấy giá 19 đồng 99 thì rất là rẻ, tại hai hũ rất là to. Nếu mà các bạn cô chú có xài rồi thì cho mình xin lại review của các bạn coi cái này như thế nào nha. Cái hiệu Strivetim này đang có một cái set mà làm cho cái vùng mắt của mình nè các bạn, mình sức lên vùng mắt của mình nè, làm cho săn chắc hơn. Một cái chip nhỏ với một cái chip lớn, 58 đồng 99. Mình lấy cái Q-tip, 9 đồng 49. Cái bàn người ta để trên cao quá chừng luôn, cái bàn để ngoài patio á, 49 đồng 99. Cái bàn này tiện là mình mua cây dù á, để nó vô ngay ở giữa cái bàn là được rồi các bạn, mình không có cần mua cái base của cây dù. Nếu như mà mình mua cây dù mà loại rẻ tiền á, nó có cái cây cắm vô á, thì cái bàn này có cái lỗ cắm vô.
Cái loại này là để cho mình lót cái 10 miếng ở trong đây, 19 năm 99. Này để mình lót cái sàn á, mà ở nhà My lót gara bằng cái này nè, mình mua về mình lót vô, mình không có cần phải kêu thợ cũng được, mình tự ở nhà mình ráp vô thôi à. Mà nó rất là chắc luôn, bằng mũ mà cứng lắm. Mình lót xong là nguyên cái gara mình như vậy nè. Hoặc là ở ngoài trời á, các bạn để ở đâu mà có nắng mưa rồi không có sao hết. Rất là dễ gắn, 10 miếng như vậy, 19 năm 99. Các bạn có thích cái võng đung đưa này không? Cái ghế đung đưa mà đẹp lắm nha. Đồ đan lại đó, rất là đẹp luôn. Giá hôm nay chưa có giảm giá, 599 đồng. Mà đẹp quá ha. Nhìn rất là chắc chắn mà cái màu cũng đẹp nữa. Cái gỗ cũng đẹp. Chim Việt xanh đang để nè các bạn, đẹp không? 34.99, các bạn cô chú mua chưa? Mùa này là mình mua để mình trang trí cho cái vườn của mình được từ từ rồi đó. 34.99, đẹp quá chừng luôn á. Dễ thương không? 249, bên này là cái đồ để thổi rác á. Nhà My cũng xài cái vậy nè. Mình quét xong rồi mình thổi nó mới sạch hơn. Ở trên người ta để cái liều cao quá chừng luôn á, 189.99 các bạn. Cái này cho ai mà bị mũi á, mình mua cái này luôn. Nguyên cái liều cao 189 đồng. Cái đồ cạo râu của hãng Philips này hôm nay cũng đang được giảm giá luôn. Đó ngày 10 tháng 3 các bạn ơi. Giảm 20 còn 69.99 đến ngày 10 tháng 3. Đây đồ cạo râu cho các anh ha. Còn bên đây là kem bằng chải đánh răng của hãng Philips luôn. Đang được giảm 25 đồng. Còn 74.99 tới ngày 3 tháng 3 là hết hạn giảm giá. Để vô đây cho các bạn xem những cái đồ nấu ăn nha. Cái máy Ninja này, cái loại khô press nè, để lấy nước chuối á, lấy nước ra mà loại khô, loại lạnh nó không có cần máy quay sinh tố. Cái này mình ép dầu ra để mình xài luôn á các bạn. Là người ta ép bằng cái máy này nè. Mình làm nó không có bị nóng, giống như dầu mè rồi vậy đó, mình ép ra dầu không có bị nóng, mình xài nó tốt. Để ép trái cây, ép đủ thứ được. 99 đồng, 99. Nồi cơm điện hôm nay 89 đồng, 99, không có giảm giá. Ồ, cái này giảm giá rồi nè các bạn ơi, có 49 đồng, 97 cent à. Ồ, cái này sao rẻ vậy ta? Lúc trước mình nhớ đắt hơn á, mình không nhớ bao nhiêu, nhưng mà cái giá này là đã có giảm giá rồi rồi nè. Nếu mà các bạn, cô chú thấy mà có giảm giá như vậy nè, là ví dụ mình nói trước đó là mình mua 100 đồng đi ha, bây giờ còn 49 đồng 97 là mình không có được lấy tiền lại. Nếu mà mình muốn á, là mình mua cái này xong rồi lấy cái kia đem đi trả thì được, chứ mình không có được đi lại lấy cái receipt rồi mình điều chỉnh giá là không được. Tại vì người ta không có ghi cái giảm giá ở đây là mình không có điều chỉnh được. Mà cái lò nướng này là cũng có air fry, nướng grill rồi luôn mà không có khói nha các bạn. Không có khói nè, cái này mình thấy đặc biệt nè. Để cho mình xài trong nhà đều được á. Này là grill giống như là cái mà ở ngoài trời barbecue vậy đó. Cái loại giống vậy á. Này, cái giá này là người ta đã giảm rồi nhiều các bạn. Ai có cần thì mình mua nha. Cái bên đây giảm 60, còn 229 tới ngày 1 tháng 3. Cái máy quay sinh tố này cũng đang được giảm giá rồi nè, có 97 cent phía sau nè. Giảm xong rồi còn 99 đồng 97 cent. Cái bộ máy sinh tố này cũng mới đó các bạn. Cái hiệu là Beast Blender Deluxe.
Người ta nói máy này rất là mạnh. Có cái quay cầm nhìn thấy gọn ha. Cái máy để luộc trứng nè, 16 đồng 99. $19.99 cho 4 cái hũ đèn cày này được 3 mùi. Đây cũng một set mà làm cho mùi thơm trong nhà mình đó các bạn. $19.99. Cái này đang giảm giá quá chừng rẻ luôn rồi nè. Cái này muốn bán ra cho nhanh đó các bạn. $9.97 luôn. Bỏ mười mấy đồng ha. Xong rồi giảm từ 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 từ, bữa nay còn có 9 đồng 97 à, tính ra cái có 5 đồng rồi các bạn cô chú. Đẹp không? Wow, nguyên một cái tray bự. Các bạn thích cái hình nào? Cái này mình về mình đựng lotion ha, đựng đồ đồ vô cũng được ha, đựng bất kỳ cái gì cũng được. Khăn đựng đồ cũng được. Giá này rẻ quá rồi đó. Ở đây cũng có cái loại mà quay vòng tròn nè các bạn, 19.99. Cũng bằng giá với Costco vừa rồi mình đi quay ở Fun Valley đó các bạn cô chú, có mua chưa? Mình quay vòng tròn được mà có nắp đậy nè, để đựng những cái đồ mình thích đó ha. Thường mình thấy cái này làm gỏi cuốn đâu được á, mình để chút vô cái này để ngay cái bàn giữa ha, rồi mọi người ăn xung quanh thì nó vui. Xây được mà có nắp đậy luôn, 29.99 cho hai cái chảo inox. Nhìn chắc chắn đẹp lắm các bạn ơi. Một bộ hai cái. Bộ dĩa này mình thấy mới là 12 cái dĩa. 21.99. Dĩa với tô bằng melanin đó các bạn. Nhẹ. 4 cái dĩa lớn, 4 cái dĩa nhỏ với 4 cái tô. Cái đầu quay rau nè, 14.99. Lò nướng air fry này vẫn đang được giảm giá nha các bạn. Cái này giảm lên giảm xuống hoài à, bữa nay cũng vẫn còn đang giảm giá nè. Hiệu Gourmet giảm 10 đồng còn 39.99 tới ngày 3 tháng 3. Bộ chảo Hex Class đang được bán ở đây bữa nay nữa nè các bạn cô chú. Giá vẫn như cũ. Ba cái nồi là 299, còn bốn cái chảo, có chảo lớn là 349. Hiệu Hex Class. Nguyên một cái tủ bự luôn nè. Cái này người ta tận dụng cái này để đựng đồ ở bên hông luôn. Trên là cái xiên bằng đá cũng đẹp nha, cái xiên vuông 449 đồng. Thùng này giảm 2 đồng 50 sen còn 6 đồng 99 tới ngày 3 tháng 3. Thùng cho 44 khoát đó các bạn. Thùng có nắp luôn nha. Đây nè, thùng lớn mà có nắp luôn. Ở bên đây nè, một bộ ba cái nắp, ba cái thùng cũng lớn luôn mà không có thấy giá, mình không biết bao nhiêu. Thùng cũng rất là lớn luôn. Ở trên là đồ mà để đựng đồ dơ rồi đó các bạn. Ba cái giỏ để đựng đồ dơ mà có cái khuôn đồ rất là đẹp luôn á. Đang giảm 10 đồng còn 39.99 tới ngày 3 tháng 3. Là những cái này nè. Ồ, còn ở đây là cái cái xuồng. Cái này để mình chơi nước nè, đẹp không? Cái này cái giá ở đâu mình không thấy ai để đây. $9.99 nè các bạn cô chú, đẹp quá chừng luôn ha. 11 miếng tất cả trong đây, một set vậy nè. Mà cái màu này mình chịu các bạn,
cái màu nhẹ nhàng dễ thương, bằng mẫu đẹp. Video cũng dài rồi, thôi mình xin dừng ở đây nha. Chúc các bạn cùng cô chú đi mua sắm vui vẻ. Hẹn video sau mình đi mua sắm tiếp coi nhiều hàng nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.